đây cơ bé này, mắt chéo trước nó này, cơ bé ta cắt này, cái cơ to này, đây cơ bé đi mỏ quả này. Đến đây nhìn này, đây là bó ngoài, có dây này, dây cơ bì này, đây là rễ ngoài dây giữa này, đây là rễ trong dây giữa này, đây dây giữa này, nhìn thấy không? Dây giữa này. Đến đây động mạch cánh tay này, dưới trên này động mạch nách này, xuống dưới này động mạch cánh tay này. Đây là dây thần kinh trụ. Cái động mạch nhé, tôi lật động mạch ra này, đằng sau là dây kinh quay, nhìn thấy không? Đây là dây quay này, tôi cảm thấy dây quay đi đằng sau động mạch ấy, đi xuyên ra đằng sau đó, qua tam giác cánh tay tam đầu đi ra đằng sẵn đằng sau dây quay này. Nhìn thông mạch máu thần kinh rất giống nhau, nhưng thần kinh khó hơn, động mạch nó còn tròn hơn, nó sơ vào nó có mạch đập, còn cứ cảm nhận được. Đấy, ba dây lớn là dây giữa này, dây trụ nào và dây quay. Nhìn thấy không? Đây là dây quay nhá, ở đằng sau này. Tách cùng cái dây quay có dây ngũ này. Này dây ngũ này. Đi cho quanh cổ xương cánh tay. Ok. Còn đây là dây cơ bì. Đấy, thế thôi. Thế về cơ đây là cơ nhị đầu cánh tay này. Đây cơ cánh tay trước này, giữa hai thằng của dây kinh cơ bì, nhìn thấy không? Nhìn dây kinh chưa? Dây cơ bì này, đúng không? Thằng giữa hai thằng cơ bì đấy. Đến dưới này dây cơ bì biến thành nhánh bì, trên này mới là nhánh cơ, vận động hết cơ này thì đến đây là hết là nhánh bì để đi cảm giác cảm thấy ngoài đây này. Đằng sau là cơ tam đầu. Thế thôi, chứ ở đây thì chả cái này không xoay được để mà chỉ được hết. Cua cơ cua ở vai không chỉ được, đi sang bên này kia ta tự xem. Đây cơ này ta này, đằng sau này cơ dưới gai này, cơ tròn bé và cơ tròn lớn. Đây là chỗ này là cái cơ lưng to rồi, lưng rộng rồi. Đây đầu dài cơ tam đầu. Bên ra đằng trước này động mạch, trên này động mạch dưới đòn, xuống đây động mạch nách này. Nhìn các cái thân nhất của đám rối thần kinh cánh tay không, nó nằm ở phía sau ngoài động mạch. Đây là đang là sau trên, nếu mà động mạch dưới đòn thì nó nằm ở sau trên, sang động mạch nách thì nó nằm ở sau ngoài, rất là thân nhất thôi. Thân nhất chạy dài mà. Nhìn thấy có một cái động mạch không? Động mạch chui qua giữa thân nhất trên và thân nhất giữa không? Như sau ấy. Động mạch vai sau đấy. Đấy, chui qua giữa thân nhất trên và thân nhất giữa đây. Mạch vai sau đấy, tách động mạch dưới đòn ấy. Đấy, động mạch vai sau đấy. Nhìn nhánh thần kinh chi phối cơ ngực to chưa? Động tĩnh mạch thần kinh không? Tách ra thì đám rối thần kinh tay chính là từ bó ngoài đấy. Đấy. Cơ ngực bé cũng có nhánh như thế, nhưng vì cơ ngực bé nhánh nó bé hơn. Bé hơn thì tao không phẫu tích được, đứt. Ở ngoài này lúc ta còn nhìn thấy thì đến vào trong sâu ta không kịp làm rồi nó đứt mất, hiểu không? Đấy, trong chi phối cơ ngực trong, thực ra cái nhánh ngực trong ấy, thần kinh ngực trong nó chi phối cả cho cơ ngực ngoài, nó nối với nhau. Ở đây các dây thần kinh, nhưng mà lúc này chỗ này không thể mô tả. Em thấy thực tế nó có màu vàng như thế không? Không, không, ta bôi vào ta nhìn như đấy, thực tế như lúc nãy ta vừa nhìn kìa, tất cả đều màu trắng, động mạch tĩnh mạch thần kinh đều màu trắng. Thế thì bây giờ tôi bảo phải nhận biết rất khó, thần kinh cực kỳ khó. Nếu không nhầm phát là cắt đứt thần kinh là chuyện bình thường. Không biết mà, trông như các cái cân cơ mà, y như sợi cân của cơ, nó chạy thế. Mình phải hết sức cẩn thận, mình biết là, à, mình học rồi đúng không? Ở đây có dây thần kinh này, thì mình lúc mình làm, trước khi định cắt cái gì ta phải suy nghĩ. Còn lâu ta chỉ nên tách thôi, không được cắt, không được rạch. Mà ta chỉ cắt rạch khi ta xác định chắc chắn nó là cái gì. Tại ta biết nếu mà chỗ này nhá, nó có dây thần kinh này, đúng không? Có động mạch này, tĩnh mạch này, ta không được cắt rạch. Ta phải
chắc chắn nó không phải là những cái mà ta có thể làm nguy hiểm là mạch máu thần kinh thì ta mới được việc cắt rạch, không là thì lấy banh tách hiểu không, không được cắt rạch đâu, cứ tiện tay thấy vướng mắt lại xẹt một cái thì bứt hết, mổ xong bệnh nhân liệt sạch, máu chảy phun đầy ra ngay. Và đấy, nên làm không phải đơn giản, nên người ta phải làm rất nhiều, làm nhiều để quen, mà để quen mắt cảm nhận nó, nhìn thấy bắt nó hiểu ai đây nó đây rồi. Thì mình bây giờ thì mình đang phải dựa vào kiến thức là ở chỗ này có mạch máu này, có thần kinh này, ta làm chỗ này ta phải cẩn thận không vào nó. Sau khi ta nhìn thấy nhiều lần thì ta sẽ không, thầy thuốc nghĩ là thầy thuốc già con hát trẻ mà phải nhiều kinh nghiệm, phải làm nhiều, chứ có bác sĩ có giỏi đến rời mà lần đầu vào, những đơn lần đầu vào làm thì cũng long ngóng, cũng đều không biết đâu, chứ mà ông chỉ có lý thuyết xuông thôi, đúng không? Nhờ lý thuyết để ông vào ông làm hết sức cẩn thận từ từ đấy. Còn chỗ này ông biết là chả có mạch máu thần kinh gì cả, ông thì ok ông tách ông cắt rạch thoải mái, nhưng đã vào vùng chỗ này ông học là có rồi, không được đấy, hiểu như thế. Đương nhiên biết không phải dễ đâu, phải các cái nhánh bên nhánh tận phân biệt kiểu gì ạ? Những bên những tận là của mạch máu á, mạch máu thì nó đi hết chỗ này thì đổi tên là ngành, gọi là ngành tận, còn ngành bên là nó đi ngang, ngành tận là phần cuối của nó, tận là tận cùng, thì coi như là thực ra như con đường, cái đường này gọi là đường Nguyễn Trãi, thì các đường này là các đường nhánh bên, còn đến hết đường Nguyễn Trãi đổi tên thế như là đường Trần Phú chẳng hạn, thì đấy là ngành tận của Nguyễn Trãi là Trần Phú chẳng hạn.